năm tham dự vào giải đấu này có nhiều chơi trò là chúng ta có thể nói là vững chướng. Thì anh đánh giá như thế nào về sân chơi U19 và U21 quốc gia do thành phố Hồ Chí Minh và các thương đối chức? Thực sự ra mà nói là tôi cũng được dự cả những cái giải quốc tế lẫn là giải quốc gia. Thì tôi thấy là hàng năm đó, phải nói là cái tập đoàn thanh niên đó, là phải nói là tổ chức một cái sân chơi rất là bổ ích và nó có nhiều cái sự tiến bộ mà các đội bóng tôi thấy một ngày một tiến bộ rất là nhiều và các câu lạc bộ cũng đầu tư vào để cho các cháu trẻ được tham gia những cái giải đấu như thế này. Tôi cho là đó là cái sự tiến bộ mà nhờ bên cạnh đấy là phải nói là sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và truyền thông thanh niên tổ chức những cái giải này thì rất là bổ ích cho cái sân chơi này. Anh cũng tham dự rất là nhiều cũng có vai trò của những nó kỹ thuật của các đội U19 quốc tế rồi anh nói thì đó là những sân chơi rất là tốt. Thì anh có muốn đóng góp thêm cái kiến nghị để mà tham gia hoàn thiện và tốt hơn trong tương lai? Thực sự ra mà nói là một vài năm nay thì tôi thấy bóng đá Việt Nam phải nói là các cháu là có một cái sân chơi như thế này tiến bộ rất là nhiều. Và vừa qua có mấy cái năm là chúng ta bị mắc cái vấn đề Covid, thành thử ra là cái sân chơi của chúng ta là không mời được các đội nước ngoài sang để tham gia, nó cũng có một phần nào đó để thiệt thòi. Thì tôi nghĩ rằng là cũng mong truyền thông thanh niên kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cứ tạo những cái sân chơi như thế này thì bóng đá Việt Nam sẽ phát triển thôi. Với công hết ngành nghề của anh thì những cái lứa cầu thủ hiện tại như 19 năm tương lai của anh thì bao nhiêu lần nó sẽ có một vài thông số nổi bật có mặt ở sân chơi V-League cũng như là thực sự ra mà nói thì tôi nghĩ rằng là sân chơi V-League thì bây giờ một số các cháu đã chơi rồi, nhưng mà để mà các cháu vào đội tuyển quốc gia thì nó còn phải quá trình phải rèn luyện và quá trình cọ sát được nhiều nữa thì các cháu mới trưởng thành được.